mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đám mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao cấu trúc yên lành, đất nước gấp hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến Chúa khen Cha Chí Lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca.
Chúa chí tôn, lời cảm mến Chúa thiên cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa thiên cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Và chính thức các quý vị đã nhận với một trách nhiệm
mà Thiên Chúa đã qua sự ủy quyền của Cha cũng như Thiên Chúa để trao trọng trách gánh trách nhiệm là các vị lãnh đạo trong giáo xứ nhà. Vậy ngày hôm nay rất vui mừng tại tu gia của gia đình ông bà Trùng nhà Huy được trân trọng sự hiện diện của Đức Cha Thomas giáo mục giáo phận cũng như sự hiện diện của Cha xứ Pinkae, Cha xứ quê hương, hai cha chánh giáo phận giám đốc hội Caritas giáo phận và quý cha Giuse, hai cha hai giáo và quý thầy phó tế cùng quý dòng tộc, quý sư, các ban hành giáo đại diện cũng như sự hiện diện của tất cả các cụ ông, các cụ bà, các vị quan khách quý xa gần cũng như sự hiện diện ngày hôm nay cũng rất vui mừng với sự hiện diện của tất cả quý chức đại diện của huyện Hải Hậu, chính quyền xã Hải Anh và ban an ninh của huyện và của xã giờ này cũng đã hiện diện tại gia đình. Xin tất cả quý vị dành một tràng tay để chào đón và chúc mừng. Vâng, và trong niềm vui ngày hôm nay tại chư gia của gia đình của ông bà chùa nhà Huy với ban hành giáo của giáo xứ ngày hôm nay rất vui mừng, và trong sự hiện diện của tất cả quý chức quý vị bây giờ này cũng trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho ban hành giáo cũng như toàn thể và con giáo xứ nên để có lời chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Thomas giáo mục giáo phận kính mến, kính thưa Cha xứ Vicae, Cha Giuse, Cha quê hương, quý cha, quý thầy, quý đi và quý chức cựu tân cùng các quý hội đoàn và các vị quý khách xa gần của ông và ông Trùng Huy, cho phép con đời đầu tiên được kính chúc Đức Cha năm mới mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa xin chúc mừng. Và chúng con xin được kính chúc quý cha xứ, cha Giuse và quý cha sang năm mới Chúa ban cho một sức khỏe dồi dào và an lành thánh đức xin chúc mừng. Và chúng con xin được kính chúc các vị quý chức tân cựu, các vị quý khách và gia đình ông bà ông Tùng Huy sang năm mới Chúa ban cho mạnh khỏe dồi dào ân độc Chúa ban. Xin trân trọng đổ một tràng pháo tay để chúc mừng. Và giờ đây chúng con sẽ có một bức ảnh kỷ niệm, chúng con xin mời ông Trùng sẽ lên trao bức ảnh cho gia đình ông bà ông Trùng Huy. Xin mời ông Trùng. Ban hành giáo, giáo xứ Cồn Vé chúng con có bức ảnh xin kính chúc gia đình ông bà ông Trùng Huy sang năm mới Chúa ban cho một sức khỏe dồi dào và phúc lộc tràn đầy ơn Chúa. Tân xuân kính chúc ông bà Chúa ban ơn thêm hoa phúc trường, xây dựng giáo xứ khang trang trong ngoài. Chúng con xin được kính chúc. Vâng, vừa rồi phát biểu của vị đại biểu là ông Trùng đưa trước cùng với khóa của tất cả các ông mà ngày hôm nay cả toàn thể trong giáo xứ đã mang toàn thể các đồng tình cùng với các ông Trùng đã cùng trở về gia đình tại tư gia của ông bà Trùng nhà Huy. Thứ nhất đã đưa đến với gia đình với tất cả những niềm vui cũng như tất cả những sự hiện diện của toàn giáo xứ cũng như sự chúc mừng rất đồng nhiệt tới các quý chức đại diện cho ban Trùng mới ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, vâng, và ngày hôm nay tại gia đình của ông bà Trùng Huy vô cùng sung sướng được sự hiện diện trân trọng của Đức Cha, một vị chủ trăm của giáo phận, ngài bận trong công ngàn việc với một ngày đầu xuân vô cùng bận rộn, nhưng với tình cảm vô cùng yêu thương hôm nay Đức Cha đã cùng trở về với gia đình trong niềm giao phó mà ngày hôm nay Đức Cha cũng gửi gắm đến toàn thể các quý chùm
cũng như ông bà chùm nhà Huy ngày hôm nay. Vâng, và trong niềm mừng vui đó, giờ này con xin được trân trọng kính mời Đức Cha sẽ ban lời lại cho gia đình. Con xin trân trọng kính mời Đức Cha. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón lời ban của Đức Cha. Kính thưa quý cha, quý vị đại diện chính quyền huyện Hải Hậu, xã Hải Anh, cùng với quý chức bài giáo Tân Cựu và mọi người thuộc giáo xứ Cổng Rẽ, hôm nay chúng tôi tới đây chung vui với gia đình ông chùm Du Xe Trần Ngọc Huy, cũng như có sự hiện diện của mọi người trong giáo xứ Cổng Rẽ từ quý chức bài giáo Tân Cựu, cũng như các hội đoàn đoàn thể, đặc biệt cùng với niềm vui trong ngày đầu xuân mới, xin gửi lời chúc xuân mới tới quý cha, quý vị đại diện chính quyền, quý chức ban hành giáo Tân Cựu và mọi người trong giáo xứ Cổng Rẽ. Lời cầu chúc trong sự bình an và sự chúc lành của Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ và tất cả các đấng quan thầy trong giáo xứ Cổng Rẽ của chúng ta. Hôm nay chúng ta tới đây, tôi cũng được biết chúng ta mới có niềm vui ngày khánh thành nhà mục vụ mà chính tôi đã tới thăm. Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang đã tới làm phép vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua, tính ra tới ngày hôm nay là vừa tròn 29 ngày. Đó là niềm vui trong dịp xuân mới của chúng ta. Cũng như cha xứ Mikael cũng cho tôi biết việc bầu cử của ban hành giáo đã được thành tựu tốt đẹp, để chúng ta cùng chung lời tạ ơn Chúa trong dịp đầu năm này. Cảm ơn quý vị đại diện chính quyền huyện Hải Hậu cũng như xã Hải Anh là những người hỗ trợ cho các sinh hoạt tôn giáo tại địa bàn xã Hải Anh và cách riêng tại giáo xứ Cổng Rẽ này. Và tôi cũng vừa trao đổi trong dịp gặp tại huyện Hải Hậu cũng như trên tỉnh và đặc biệt với bên anh em an ninh ở đây. Chúng tôi ước mong quý vị tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các giáo họ giáo xứ ở đây được sinh hoạt tốt đẹp. Và tôi cũng ước mong là cái khu vực ở bên này của cái công ty đồ gỗ Huy Hoàng nói chung, rồi là phía nhà ông chùm Du Xe Trần Ngọc Huy ấy ở đây, tôi đi kinh lý thêm sức phục vụ vùng này rất nhiều. Mà phía đường vào cầu chợ đền nói chung là từ phía cầu chợ đền cho tới cầu ngói và phía bên tay phải bên sông của chúng ta chưa có một nhà nguyện nào. Tôi ước mong chính quyền xã Hải Anh cũng như huyện Hải Hậu sẽ tạo điều kiện để chúng tôi lập một nhà nguyện mới. Và nếu con số giáo dân cũng phát triển tốt đẹp, khi tôi có các linh mục, tôi sẽ gửi các cha về để lo cho bà con giáo dân, trước hết về đời sống tinh thần, đời sống đạo đức. Nhưng bên cạnh đó, khi các giáo xứ giáo họ có các linh mục ở tại chỗ cũng sẽ giúp cho đời sống được ổn định. Và như ông trưởng công an huyện vừa nói với tôi là năm nay một cái Tết bình yên trong cả huyện Hải Hậu nói chung cũng như là trong địa bàn xã Hải Anh này, vì những người công giáo chúng ta góp phần rất tích cực để bảo vệ vấn đề an toàn giao thông cũng như là môi trường sạch đẹp trong dịp Tết vừa qua. Đó là một vài điều chia sẻ với giáo xứ Cổng Rẽ trong ngày vui hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, đặc biệt qua lời mời của ban hành giáo mới có ông chùm Giuse Trần Ngọc Huy là đại diện và chúng ta tham dự trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mừng tất cả, cũng như xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong dịp đầu năm này. Và tôi thấy mọi người cũng chờ đợi rồi, cho nên bây giờ chúng ta đọc chung một kinh lạy cha để xin Chúa thánh hóa cho bữa ăn đầu xuân mới trong giáo xứ chúng ta ngày hôm nay. Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần, amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Như Linh Cha và Con và Thánh Thần. Một lần nữa chúng ta vỗ tay chúc mừng nhau và cảm ơn ban hành giáo mới của giáo xứ Cổng Lễ. Xuân mới về đây, muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Năm tháng qua màu với bao là những lỗi lầm, đoàn con nay đợi trong tình Chúa thương, đưa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xuân mới gieo vui, nhấc tâm hồn luôn trung thành theo đường Chúa đi, để mai sau hướng xuân vui nước trời. Xin Chúa khoan nhân, khấn ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, thời gian qua niềm tin thêm vững bền. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa giang hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Mình ơi, mình ơi. Dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho.
chốn tân rồi. Niềm chi mưa xuôi, chỉ đời an phận thành người. Gieo vui khắp trời, mừng xuân này đã tới. Chào mừng xuân mới, khắp nơi nơi cầu tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên môi cười trong trắng cho nhau nhịp rung trái tim thật say gần và câu mến tim cho nhau một yên lành thơm hương lòng đồng chính cho nhau tình yêu Giáng sinh Chúa xuân về ở giữa anh cho nhau lời tiếng mừng luôn luôn về muôn hương ôi xuân hồng ân chứa chan Chúa xuân đã giải phóng thế gian cho nhau đời công bằng yêu thương và no ấm yên vui và mai hướng lên dắt nhau tìm về chốn vinh quang cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần sống bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa xuân cho nhau đường xuân rộng mênh mông hồn xuân sống cho nhau nhịp chân bước nhanh với hy vọng vượt qua khó khăn cho nhau mùa vui tròn quê ta hội xuân lớn hân hoan gặp cha trí nhân sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần sống bao dung hoa trái cùng đón mừng Chúa xuân cho nhau mùa xuân giữ tha nhân ân cần hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần sống mãi dung hoa trái cùng đón mừng Chúa xuân
cùng góp quân người người xuân đất trời. Trong con khi con trong ngài hồn con mới vui đầy, có Chúa kết hợp con mới luôn lòng ngoan, thiên cho con được gần muôn thứ ân sắc cao lên người ơi đây Chúa đến sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý gì, các quý chức cũng như toàn thể quý vị khách quý xa gần đã cùng trở về trong ngày hôm nay. Đó là một hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ và ban lại cho gia đình ông bà chùm ngày Huy cũng như toàn thể công chùm trong quý chức đương nhiệm ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và chúng ta biết rằng giáo xứ mừng vẽ ngày hôm nay, vâng, với tất cả các quý chức tiêu đã trong ban lãnh đạo ngày hôm nay đã được với giáo xứ cũng như cha xứ đã được thanh tỏa trong chức vụ, và ngày hôm nay giáo xứ đã bầu ra với ban chùm mới ngày hôm nay với sự hiện diện của chỉ đạo của đức cha cũng như sự hiện của cha xứ cũng như toàn thể ban chùm hương thân cũng như toàn thể các cụ ông, các cụ bà, các quý chức, quý vị của giáo xứ đã tin tưởng cũng như với niềm trao gửi của Thiên Chúa tới các quý chức trong ban lãnh đạo mới ngày hôm nay. Và giờ này đặc biệt trong niềm vui đó cùng trở về, đó là sự diện của đức cha, quý thầy, quý gì, quý chức và tất cả quý vị, và trong hội trong giáo xứ cũng trở về rất đông đủ. Vâng, và giờ này con xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cũng như tất cả với tấm lòng và hội kèn đồng của giáo xứ Quần Vẽ giờ này nên có lời chúc mừng cũng như đặc biệt cũng có
một món quà đặc biệt trở về trong ngày hôm nay. Và rất tiểu nữa, tôi xin dành một tràng tay để sau đó vị đại biểu đại diện xã hội Càng Đồng xin trân trọng kính mời. Mang với dòng chữ hội Càng Đồng của giáo xứ Cồn Bé đã mang tất cả tất tình trở về để chúc mừng trong khóa chùa và đặc biệt với ông bà chùa nhà Huy ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho ban ca đoàn của giáo xứ Cồn Bé. Xin trân trọng kính mời. Đây để chúc mừng cùng với một dòng chữ mang rất nhiều ý nghĩa, ca đoàn Teresa giáo xứ Cồn Bé ngày hôm nay đã cùng trở về với mà chắc chắn đây là đức mẹ là quan thầy của ca đoàn và đã mang tất cả những lời ca tiếng hát để phục thờ Thiên Chúa. Và ngày hôm nay trong đoàn cũng mang tất cả những tâm tình vâng với đức mẹ quan thầy của mình trở về, sự tin tưởng của quý cha quý thầy quý gì cũng như tất cả các quý chức và đặc biệt cũng tin tưởng đến đoàn thế trẻ vâng là nền móng tương lai. Con cũng được nghe rất nhiều các cha đã giảng và nói như thế. Vâng, và ngày hôm nay với một nền tảng của giới trẻ của giáo xứ đó là đoàn giới trẻ hôm nay cũng cùng trở về chúc mừng, cũng như quý chức và đoàn giới trẻ cũng có một tặng phẩm trở về chúc mừng cho khóa chùa cũng như ông bà chùa Huy ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng tay để chúc mừng. Vâng, và đoàn giới trẻ giáo xứ Cồn Bé vâng đã mang về với một tâm tình rất đặc biệt cũng như một đỗ mạnh để chúc mừng tới ông bà chùa ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn về sau đây sự đặc biệt vô cùng mà gia đình của ông bà chùa nhà Huy đã được đón nhận là sự hiện diện của đức cha, sự hiện diện của quý cha, sự hiện diện của quý thầy quý gì, các quý vị đại diện của trong các ban ngành của giáo xứ cũng như toàn thể các quý chức quý vị và các anh em bạn bè của gia đình của ông bà chùa nhà Huy. Vâng, và ngày hôm nay chúng con cũng nhận được với một tặng hoa cũng mang rất nhiều những tâm tình đặc biệt, chắc chắn rằng nếu như con kể lên thì phải là hàng rất nhiều trong cây số với những tâm tình của tất cả của những anh em trong năm huyện cũng đã cùng trở về đây và đặc biệt giờ này với một tặng hoa lên để chúc mừng, đó là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng lại cho bà chùa Huy nhài. Và ngày hôm nay xin được gửi tới bà chùa Huy và xin Thiên Chúa trong một hương thơm ngày hôm nay mà tất cả các quý vị đã cùng gửi về và đặc biệt cùng trở về để chúc mừng. Cũng xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin mời. Vâng, và với một dòng chữ mang rất nhiều ý nghĩa tình cảm đặc biệt đó là anh em trong năm huyện. Vâng, và với một năm hoa cũng rất tuyệt vời mang rất nhiều màu sắc và đặc biệt mang vô cùng nhiều tâm tình của anh em trong năm huyện và của gia đình ông bà chùa ngày hôm nay. Vâng, và trong những niềm vui người ta thường nói rằng ăn khi đói và nói khi đông. Vâng, và luôn thường thì bất ngờ nên con nghĩ rằng niềm vui ngày hôm nay thì giờ này đặc biệt nhất sự hiện của đức cha quý cha quý thầy quý gì và quý vị thì gia đình chúng con rất muốn nói lên tâm tình đặc biệt là một niềm vui mà Thiên Chúa đã ban tặng hôm nay ngài đã đổ trên đất này và bây giờ với toàn thể gia đình của chúng con. Vâng, bây giờ này con xin được trân trọng và kính mời người cha thân chính là ông chồng vui vâng cũng là người chủ của gia đình của ông bà chồng vui nhà ngày hôm nay. Bây giờ này con trân trọng kính mời ông sẽ lên có lời phát biểu và đặc biệt chắc chắn là lên lời cảm ơn chân thành vô cùng sâu sắc tới sự hiện diện của đức cha quý gia quý thầy quý gì toàn thể quý chức quý vị và toàn thể quý khách xa gần. Con xin trân trọng kính mời ông. Vâng, con trọng kính nên là các một tác phẩm thả kính. Kính thưa cha xứ Vi Đề, kính thưa cha giám đốc do Marisita, cha phó giám đốc do Nam Linh cùng quý cha quê hương chúng con là cha Thị Xe và đặc biệt là cha xứ Cồn Bé con là cha Thị Xe. Tất cả những hồng ân mà cộng đoàn giáo xứ chúng con đang được hưởng đây cũng bởi thì đức cha đã thương yêu đến giáo xứ nhỏ bé của chúng con mà đã cho ta đi xe về với giáo xứ chúng con. Con đã chỉ hơn một năm chúng con đã nhận được rất nhiều hồng ân mà cha đã định hướng và mang cho giáo cộng đoàn giáo xứ chúng con. Hôm nay trong chương trình ngày đầu xuân đầu năm đầu tháng mà chúng con gia đình chúng con rất vinh dự lại được đón đức cha tôn ma khả kính. Đức cha chăm không làm việc xong đức cha vẫn quan tâm đến những cái sự yêu ái nhất cho gia đình chúng con, làm việc cho con của chúng con là ông bà chùa Giô-xe Trần Ngọc Huy hôm nay.
với cái tâm tình chúng con không biết nói này để cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn quan thầy đã ban tặng cho chúng con được nhiều hồng ân như hôm nay. Mà chúng con rất biết rằng cha quê hương của chúng con cách xa cả 2.000 cây số, hôm nay cũng đã kịp về với gia đình chúng con để cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng cho gia đình chúng con nói riêng và cộng đoàn giáo sư của đại chúng con nói chung. Và chúng con cũng thấy rằng cái sự hiện diện của quý thầy, quý gì, quý liên tiếp, cựu tân không phải là thời gian đã thương yêu đến con của chúng con mà đã trở về cùng chung chia trong lòng vui ngày đầu xuân đầu năm đầu tháng này. Chúng con không biết cái gì để cảm tạ, chúng con chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Và đặc biệt chúng con trong họ tộc lại có một thầy hiện nay cũng đang học tại thành phố Hồ Chí Minh, nay thầy cũng đã về và giờ nay thầy đang hiện diện bên đây cùng với cả cha Dương Xe chúng con để cùng chung chia trong ngày vui này. Và cho nên là chúng con không biết nói gì để cảm tạ về trên, cảm ơn thầy đã quan tâm đến gia đình chúng con và đã trở về với chúng con. Và đặc biệt nhất là trong khu phố nhỏ bé này, từ cầu ngói đến tỉnh Tân Thập, các ông các bác anh em sống đó đã có chút thời gian hôm nay cũng trở về với gia đình chúng con để chung chia niềm vui trong ngày đầu xuân đầu năm tháng này. Chúng con xin được trân trọng biết ơn và cảm ơn. Một lần nữa chúng con cầu xin Thiên Chúa là cha nhân lành xuống nhiều ơn lành chúc phúc cho cha đức cha Công An Khả Kính và đặc biệt là cho các cha các thầy các dì các quý vị các thân nhân cũng như là quý chức cựu tân đang hiện diện nơi lăng phòng đầy tình thương yêu mấy này. Và chúng con cũng không quên cảm ơn các vị quan chức của huyện Hải Hậu cũng như của xã Hành Anh đã về với gia đình con của chúng con để cùng chung chia trong niềm vui này, đã hay một ý và thêm lời chúc mừng cho gia đình chúng con. Và chúng con lại còn biết nữa là bên cạnh có tất cả các bạn bè thân bằng quyến lược cũng như là bạn hữu của con chúng con từ mảnh đất xa xôi cách 10-20 cây số cũng đã trở về với gia đình chúng con để chung chia trong lòng vui hôm nay bước được nho nhỏ đầy tình yêu mến này. Chúng con không biết nói gì để cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn tất cả các đức mọi người đã vì niềm tin và vì yêu mến đã trở về với chúng con. Và giờ đây một lần nữa con xin đại diện cho gia đình xin là cúi đầu cảm tạ đức cha Tông Ma, cảm ơn cha xứ quý cha và quý thầy quý dì quý viên chức cựu tân đang hiện diện ở đây. Một lần nữa con xin trân trọng cảm ơn. Mời cùng lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình ông bà chủ ngày vui ngày hôm nay. Ông đã nói lên tất cả những tâm tình đặc biệt từ đáy lòng của mình trong niềm vui. Con nghĩ rằng ngày hôm nay là một dấu ấn vô cùng lịch sử đối với gia đình của ông bà chủ ngày vui, và một sự kiện vô cùng đặc biệt của mỗi con người và đặc biệt là con người Công giáo của chúng ta, cũng như sự hiện diện mà đức cha đã trở về. Ngài đã mang về rất nhiều những niềm vui, đặc biệt những niềm chúc phúc tới gia đình của ông bà chủ ngày hôm nay. Sự hiện diện của cha xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, đó là một sự vô cùng vinh hạnh và cũng rất trân trọng được sự hiện diện các quý chức quý vị đại diện của các ban ngành trong giáo xứ Cồn Vẽ, cũng như toàn thể các bà, các quý khách xa gần đại diện trong khu xóm, cũng như toàn thể các vị đại biểu đại diện của huyện ủy cũng như xã của Hải Anh cũng đã trở về trong niềm vui ngày hôm nay. Vâng, tất cả. Vâng, và sau đây trân trọng kính mời cụ chủ tịch sẽ lên có những lời phát biểu. Xin quý vị dành chào ngay để chào đón cụ chủ tịch. Trọng kính đức cha Khả Kính, kính thưa quý cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể đại gia đình ông bà ông chủ huy, thừa hành cái nhiệm vụ của giáo xứ chúng con do Chúa Quy Tàu đứng đầu và lãnh đạo trong cộng đoàn dân Chúa luôn đồng hành có những vị tiền nhiệm chúng con để đưa giáo xứ chúng con mỗi ngày một thăng tiến hơn. Hôm nay chúng con rất vui mừng được tới nhà ông bà ông chủ huy chúc mừng năm mới
và đồng hành cùng với tất cả các cô chủ đều công trong ban hành giáo và đại gia đình. Xin chúc sức khỏe đức cha khả kính, quý cha Nam Bắc cũng như các thầy các gì về chung vui ngày xuân của gia đình ông bà ông chủ Huy hôm nay. Một lời chúc trong an lành của Chúa đưa giáo xứ chúng con lên một mức mỗi ngày một thành tín hơn. Chúng con rất ao ước và lời cuối cùng chúng con cũng không biết nói gì hơn. Thay mặt cho các cụ chủ tiêu, cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả các đấng mọi người hiện diện nơi đây. Xin Chúa ban cho một sức khỏe an khang thịnh vượng trong Chúa và hạnh phúc cùng với gia đình ông bà ông chủ Huy cũng như giáo xứ Chúa Kinh Tù của chúng con. Xin được cảm ơn. Vâng, về phát biểu của ông chủ Kiều, ông đã nói lên rất nhiều ý nghĩa tận tình trong ngày hôm nay, cũng như chúc mừng tới ông khóa chủ mới, cũng như ông bà chủ nhà Huy, và đặc biệt ông cũng xin gửi lời chúc đầu xuân mới tới đức cha, các quý cha, quý thầy, quý dì, cũng như tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa, Ngài sẽ đồng hành và ban rất nhiều hậu ân cho đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, cũng như quý chức và quý vị. Vâng, và để tạ ơn Thiên Chúa, ngày hôm nay gia đình chúng con được đón nhận hồng ân, đó là sự diện của đức cha, quý thầy, quý dì, quý vị và quý chức. Con xin mời đức cha, Ngài sẽ có lời giáo huấn và cảm ơn xin cho gia đình chúng con. Một lần nữa chúng tôi cùng với quý cha, quý thầy, quý chức và lãnh đạo dân cư cũng như đại diện chính quyền của huyện Hải Hậu và xã Hải Anh, cảm ơn gia đình ông chủ Du Xe Trần Ngọc Huy cũng như mọi người trong thân tộc đã tiếp đón chúng tôi trong cái buổi tiệc mừng đầu xuân ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong những sự thiện chí và chắc chắn có những sự hy sinh cố gắng của ban hành giáo mới sẽ giúp cho giáo xứ Cồn Bé mỗi ngày một thành tín tốt đẹp hơn. Bây giờ thì tôi thấy là mọi người, một số người đã tặng xong rồi, thì xin phép các vị chúng ta đọc chung một kinh sáng danh tạ ơn Chúa để chúng ta kết thúc đây đây, rồi chuẩn bị cho ngày mai là thứ bảy đầu tháng, rồi chủ nhật là lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ, những ngày lễ rất là ý nghĩa để chúng ta chu toàn bổn phận của mỗi người công giáo chúng ta nhé. Thưa Thiên Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng dậy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúa đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng, amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Và Con và Thánh Thần, amen. Xin cảm ơn gia đình ông Trung cùng ban giám xứ và mọi người. Bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hòa ngàn câu hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thêm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con.
Bên thêm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con. Trọn đời yêu Chúa, chung trinh trong niềm tin. Ngày xuân bên thêm năm mới.